chúng ta cùng nhau niệm Phật. Cho nên ngài không nghe và ngài không
hiểu không? Ví dụ giống như con chúng ta nó đi học, nó nói mẹ ơi lên đây bỏ việc đi, lên đây con dẫn đi phụ trường, có ứng không? Có lên không? Không, đúng không? Phải chưa? Nhưng nó kêu mẹ ơi con đây lên đóng tiền phòng cho con cái, đóng tiền trọ cho con cái, lên dẫn con đi bệnh viện cái là đứng có mặt không nhận chưa? Không nhận chưa? Và lo nhất là cái ngày gì? Là cái ngày mà mẹ ơi hôm nay con tốt nghiệp, mẹ lên cùng chị con nhận ban. Có phải ngày đó là ngày hạnh phúc nhất không mọi người? Phải chưa? Và cái ngày nào là ngày chúng ta đi nhận ban với con? Là ngày con mình chính thức trưởng thành, là ngày chính thức nó được có một cái tâm, nó muốn gánh vác cái sự vất vả, cái sự lo lắng xưa giờ mà cha mẹ lo cho nó. Phải không? Thì cũng giống như vậy, chúng ta là hàng thần tử, chúng ta con Phật, chúng ta kêu cầu hả năm, nhưng có khi nào chúng ta nghĩ thương tới bổn hoài của cha mẹ chúng ta không? Chúng ta chỉ biết đòi hỏi, chúng ta chỉ biết tham vọng, chúng ta chỉ biết cầu khẩn, mà chưa bao giờ chúng ta nghĩ rằng tại sao chúng ta không cố gắng trưởng thành lên, trưởng thành lên, trưởng thành từng ngày, trưởng thành từng giờ, trưởng thành từng năm và trưởng thành từng đời, từng kiếp. Và ngon nhất là trong đời này, kiếp này, chúng ta nói qua năm Bồ Tát ơi, đi nhận bằng tốt nghiệp, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc cùng với chúng con. Đúng không? Phải không? Và chúng ta hôm nay chúng ta từ đầu tu tôi nguyện hương đó, mọi người cùng phát tâm đó. Duy nhất có một nguyện hôm nay chỉ cầu là gì? Cầu hồi hướng công đức trang nghiêm về Tây Phương Cực Lạc. Cầu mẹ Đại Từ Đại Bi dìu dắt chúng con vượt qua cái ta bà khổ hải trong đời này, kiếp này, làm sao cho chúng con an toàn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Phải không? Ai nói điều này giơ tay, vỗ tay. Như vậy là ngày hôm nay Quan Âm Bồ Tát hạnh phúc nhất cho mọi người. Tuyệt vời chưa? Mà ngày nào mà chúng ta làm được cho cha mẹ chúng ta hạnh phúc, có phải ngày đó chúng ta cũng là người hạnh phúc nhất không? Đúng không? Xưa giờ chúng ta có những cái hạnh phúc nho nhỏ là khi mà chúng ta cho bà con mình và con mình nó được nó hơi vui vui thì mình cũng có một tí hạnh phúc. Đúng không? Phải không các mẹ? Phải không? Đúng như vậy. Đúng chưa? Chúng ta cũng vậy. Chúng ta nhiều khi chúng ta cầu quá năm ơi cho con tí tiền, ba năm Bồ Tát ơi cho con qua cái bệnh để đi, ba năm Bồ Tát ơi cho con lấy là cái nợ người ta chăm sóc thiệt cho con đi. Ngài cho mình cái mình thấy vui không? Vui. Và ngài cũng có vui cái nho nhỏ. Thì vui vì cái đường của con, vui vì cái sự thoát khổ của con. Nhưng vui nhất vẫn là cái ngày con trưởng thành, và vui nhất vẫn là cái ngày con từ đây thôi là phàm phu được. Từ cái ngày mà chúng ta hiểu được điều này, niềm niệm chúng ta làm lành này, chúng ta niệm Phật này, chúng ta tu tâm sửa tánh này, cải đổi lỗi lầm này, phóng sanh này, ăn chay này, tích công mỹ đức này, niệm Phật này, hiếu thảo với cha mẹ này, nhẫn nhục này, bố thí trì giới này, cố gắng thức khuya dậy sớm công phu này, và chúng ta chỉ mong cầu cho con vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thôi, là ngày đó Quan Âm Bồ Tát mỉm cười với chúng ta rồi. Và ngay ngày đó chúng ta khởi lên một niệm Nam Mô Quan Âm Bồ Tát và là Nam Mô A Di Đà Phật, thì ngài luôn đứng ở trên cái đảnh của chúng ta, luôn đứng ở trên đảnh của chúng ta. Vì chúng ta như tôi nói đi cùng với con để nhận bằng, tới giờ nhận bằng chưa, tới giờ giờ nào, giờ khi mà Đức Phật A Di Đà hiện kim thân trước mặt cùng với chư thánh chúng đưa làm xe, tạo xe cho bằng tu kiệm, hiểu không? Chúng ta leo lên là ngày đó là ngày mẹ con cùng nhận bằng. Còn từ bây giờ là lúc mẹ ơi đi cùng con nhận bằng, có phải là từ bây giờ là cùng nhau đi không? Thì lúc nào mẹ cũng sẽ đứng qua thân sát bên cạnh với mình để bảo vệ cái thiện căn, cái huệ mạng cho mình, để đừng có để cho cái phiền não, cái ác trưởng, cái sự dục vọng của ngũ dục lục trần ở trong ta và thế giới này làm cho chúng ta tự tư ích kỷ, tham sân si mạng, mê hoặc điên đảo nữa. Và vừa rồi trong cái lúc mà chúng ta lại mà thầy giàu thấy nó nóng đến mức độ chịu không nổi, thì nhớ lại tối hôm qua chúng ta cùng nhau tập kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, có nói tới những cái cảnh khổ địa ngục, đúng không mọi người? Hiểu không? Cảnh khổ địa ngục, và có một cái chung của trong địa ngục là địa ngục nào cũng có lửa cả, đúng
đúng không? Có phải là có địa ngục thì coi tin người tội ra, có địa ngục là kéo nữa thì người tội ra cho câu cài đó, có địa ngục là ôm một đầu đỏ, có địa ngục là vạt lửa vạt dòng sôi sùng sục cấu thân người tội, có địa ngục là ôm một đầu cháy đỏ để cháy thân người tội, và có địa ngục là gì, lao gai trong sắt xuyên thịt người tội, có địa ngục đâm vai lưng người tội, có địa ngục bỏ người tội vào trong muối để giả người tội, đúng không? Nhưng có một cái chung, các cái hành vụ để mà hành hình tội nhân tùy theo nghiệp là khác nhau, nhưng mà cái chung là tất cả địa ngục nó đều vô cùng nóng bức và luôn được gọi là địa ngục lửa. Mà giống như bên Kỳ Tú giáo, người ta không nói cụ thể như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, người ta cũng nói chung lại là địa ngục lửa, hiểu chưa? Thì rõ ràng cái này là cái chỗ ông Giê-xu ông thấy địa ngục nó giống với Thích Ca Mâu Ni Phật thấy này. Nhưng mà Thích Ca Mâu Ni Phật kể cho chúng ta trong kinh điển này là kể theo văn gì mà đã chi tiết này, hiểu không? Còn ông Giê-xu vì thời gian của ngài dạy gắn cho nên ngài đã văn tóm tắt, hiểu không? Nói tóm tắt nhưng nó cũng là một thứ rõ ràng dưới địa ngục vô cùng đau đớn, vô cùng ác liệt, vô khổ sở và vô cùng nóng bức. Cầu muốn chừ tạm lấy một giây cũng không thể được, đau khổ tới mức độ ví như cha con anh em vợ chồng gặp nhau nói thế, phụ cho tôi một giây để tôi nghĩ với, nó cũng kêu no, ai làm đấy chịu đi, tôi chịu với tôi không còn chịu không nổi đây nè. Nhưng trong cái điều lặng lại nói là gì, thể người nam người nữ nào và biết là gần tới lúc lâm chung với những tu tập, dầu là nghe một danh một hiệu của một tá hay phật hay đức chi phật hay thanh văn hay la hán thì nghiệp tội đều theo đó mà tiêu diệt, đúng không? Đời đời kể được sanh và cõi người đời sung sướng, khi thiện căn thần hồn sẽ được thọ kiến thành phật. Như vậy tình thương của Quan Âm Bồ Tát, của chư Phật Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát còn hơn các cha mẹ, và các ngài tuyệt vời hơn là các ngài có cái công năng giúp cho chúng ta tiêu nghiệp chướng bằng cách là gì, là chuyển cái tâm phàm phu tham lam ích kỷ tự tư tự lợi hờn dành oán trách thành cái tâm luôn niệm A Di Đà Phật và luôn niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, hiểu chưa đấy mà? Và khi chúng ta quay lại chúng ta tư vào bổn nguyện tiếp độ của các vị thì cảnh giới địa ngục, cảnh giới của ba đường ác lập tức tiêu diệt. Thậm chí như cái cõi ta bà chúng ta bệnh tật dày vò, thiếu ăn thiếu mặc, và cảnh đến giống như là dư ăn dư mặc đầy đủ phước đức đi nữa, nhưng mà con cháu rồi người đời bạn bè thân quyến nhiều lúc nó cũng làm cho mình đau khổ. Cho nên cõi ta bà này là cõi bất như ý. Vì vậy cho nên Đức Phật khuyên chúng ta, nếu người nào mà thực sự căn tánh mà thấp là ngài khuyên bỏ ác làm lành để thoát ma đường ác, muốn giàu có ngày ngày bố thí, muốn khỏe mạnh ngày khuyên bố thí vô ý giới sanh không sanh, muốn thông minh trí huệ ngày dạy hãy từ tâm siêng học siêng niệm Phật niệm pháp niệm tăng, xin bố thí pháp đến kinh cung dường bảy niệm Phật, xin niệm Phật và niệm Phật chỉ cho người khác niệm Phật thì chúng ta có cái quả báo trí huệ. Nhưng những cái quả báo hữu hậu này, nếu chúng ta cứ hưởng trong đời này qua đời khác, vẫn khổ, vẫn tiếp tục luân hồi, vẫn tiếp tục luân hồi. Và nếu còn luân hồi thì chúng ta sẽ mãi mãi làm cho cha mẹ của mình phải luôn lo lắng cho mình. Khi chúng ta khổ quá lúc đó chúng ta nhớ tới Di Đà, chúng ta nhớ tới Quan Âm, và lo trong địa ngục rồi chúng ta lại nhớ tới Di Đà, chúng ta cầu cứu, thì các vị lại làm một cái việc mà cứ lẩn quẩn là gì, giống như trong cái Địa Tạng nói là gì, à cái ông gì mà quỷ vương đó, tôi đọc quỷ vương hỏi Đức Phật Thích Ca là gì, tại sao tôi thấy có những hạng chúng sanh được Phật độ cho thoát ra ba đường ác địa ngục cả quỷ súc sanh, sanh vào cõi nhân thiên rồi thì khi vừa sanh được vào cõi nhân thiên lại thấy nó quay đầu về lại trong ba đường ác, lại cúi đầu vào trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh, vì
nhiều đời nhiều kiếp đã quen theo đường ác, cho nên khi vừa phát tâm lành lại mau thối thất tâm tốt ban đầu, còn khi những duyên sự ác lại lần lần thêm lớn. Vì vậy cho nên làm nhọc lòng Ngài Địa Tạng Bồ Tát, Ngài phải ứng hóa thân nhiều như số các song hành để cứu độ chúng ta. Và hôm nay chúng ta may mắn hơn, chúng ta đang được Ngài đẩy chúng ta ra khỏi ba đường ác này. Chúng ta đang nằm ở ba đường thiện là người, trời, A-tu-la. Và quý nhất là chúng ta có thân người. Thân người thì không sướng quá, không khổ quá, cho nên dễ tu. Mà lại tuyệt vời hơn nữa là ngay cái kiếp này chúng ta gặp bổn nguyện của Quán Âm, chúng ta gặp bổn nguyện của Di Đà, chúng ta biết được cái nguyện tiếp độ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, và chúng ta biết được cái nguyện của Quán Âm Bồ Tát làm thân cứu khổ. Và trong 12 cái nguyện đó, cái nguyện lớn nhất là tràn thai bảo đái tiếp dẫn chúng sanh vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc luôn đó quý vị. Cho nên Đức Quán Âm Bồ Tát từ quá khứ Ngài đã thành Phật hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai, chứ mà Ngài lại thì không làm Phật, Ngài thì làm Đại Bồ Tát đứng bên cạnh A Di Đà. Chúng ta nhìn lên đằng sau ba tường thì sẽ thấy A Di Đà Phật đứng giữa, Quan Âm Bồ Tát đứng bên, Đại Thế Chí đứng bên. Mục đích là để giúp chúng ta thành tựu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Vì các ngài hiểu rằng chỉ khi nào chúng ta phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc và về đến Tây Phương Cực Lạc thì lúc đó chúng ta mới thật sự lìa khổ được vui. Vì vậy hôm nay chúng ta lại Quan Âm thì tôi muốn chia sẻ cho quý vị cái tấm lòng của Quan Âm để từ đó chúng ta phải có hiếu với Phật. Từ bây giờ chúng ta hiếu với Phật, không thể làm người con làm cho Phật lo lắng được. Hãy có hiếu với Phật, đưa vào cái lời dạy của Phật, cha mẹ dạy cái kinh nghe Quan Âm dạy là gì. Mọi người để ý cái hình tượng Quan Âm là trên đỉnh đầu của Ngài là coi Ngài Di Đà, tức là ai mà thật sự quý kính Ngài, thờ Ngài trong nhà mà hiểu được cái tâm nguyện ý thành của Ngài thì Ngài muốn chúng ta niệm A Di Đà Phật. Hiểu không? Vì Ngài nói là gì? A Di Đà Phật là thầy của tôi muốn quý vị là học trò của thầy tôi. Tôi tiếp tục quý vị về đó để ngày ngày cùng ở với tôi, ngày ngày quý vị có thọ mạng tu được, ngày ngày quý vị được cúng dường mười phương chư Phật, bước về viên mãn và mau chóng thành Phật. Và thành Phật rồi thì đạt được thoát sinh tử, thành Phật rồi thì có năng lực để cứu độ tất cả thân phận quyến thuộc ở hiện tại cũng như quá khứ và vô lượng chúng sanh có duyên cùng với mình. Vì vậy hôm nay chúng ta ngồi ở đây, nếu tất cả các anh em chúng ta đang còn cái nỗi khổ dù nhỏ, chúng ta hãy hăm hở lên, chúng ta mạnh mẽ lên, chúng ta buông xả đi. Vì chúng ta phải hiểu một điều rằng là gì, giống như tôi vừa nói đó, những cái tình thương như thế gian này tất cả đều là tạm bợ. Chúng ta đã từng có chồng có vợ, chúng ta đã từng có mẹ có cha, chúng ta từng đã có ông có bà, bây giờ họ đâu rồi, đúng không? Đã chia tay, hết duyên thì chia tay, thì tương lai chúng ta với con cũng vậy, trước cũng không hề phải là cha mẹ và sau cũng chưa chắc đã là mẹ cha. Vì vậy bây giờ chúng ta trân trọng hiện tại, chúng ta khôn ngoan, Đức Phật dạy chúng ta chuyển hết tất cả những ý niệm tình chấp lại thành cái ý niệm muốn tu và khuyên nhau tu thì tất cả khổ sẽ tiêu diệt. Có tin điều này không? Tin không? Vì sao? Vì khi chúng ta vẫn cứ nói họ là người chồng, là con cái, là cái gì là của mình, chính với mình, thì bước ra khỏi mình thì khổ, không nghe mình cũng khổ, không làm cho mình vui mình cũng khổ. Nhưng mà khi chúng ta là pháp nữ thì chúng ta đến với nhau bằng cái trí tuệ viên mãn để chiều nhau tu hành. Và tu hành là một cái việc của nhiều đời nhiều kiếp, kiếp này thì ra yếu thì chỉ cần khuyên nhau điều của coi như là Phật là đủ rồi. Kiếp này là thiện căn chính mùi, khuyên nhau cùng nhau tinh tấn tích câu mỹ đức niệm Phật để cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, không cầu gì hết, tuyệt vời. Và nếu tất cả mọi người trong một lúc mà họ không đi nữa, không niệm Phật vãng sanh nữa, thì mình cũng cứ niệm Phật vãng sanh. Vì lúc nào chúng ta cũng có Quan Âm Bồ Tát, lúc nào chúng ta cũng có A Di Đà Phật bên cạnh và không bao giờ bỏ rơi và phụ bạc chúng ta, không bao giờ chê chúng ta xấu, không bao giờ chê chúng ta nghèo, không bao giờ chê chúng ta lôi, không bao giờ chê chúng ta dốt, không bao giờ chê chúng ta tu dở ghen quý vị. Hiểu không? Vì Đức Phật chưa bao giờ nói ai mà tu phải tu cho giỏi, cho vãng sanh cả. Cho nên nếu tu mà buồn ngủ cũng không sao, tu mà đau chân đau cẳng cũng không sao, tu mà không thấy được tụng kinh cũng không sao, niệm Phật mà nghĩ tầm bậy cũng không sao, miễn gì nhớ ta
cái gì đâu bán, cái lúc tự nhiên mình say có cái mình quên luôn bây giờ đi đúng không? Phải chưa? Chúng ta dễ rơi vào trạng huống này và chúng ta chỉ cần làm sao lúc nào chúng ta cũng luôn nhớ mục tiêu của mình trong đời này. Còn việc cần làm thì cứ còn thời gian cứ vui vẻ làm, nhưng mà nhớ đừng mê đừng say là được rồi. Hiểu chưa? Hiểu rồi thì bỏ tay nhé. Rồi hôm nay con ông dậy dẫn đi tắm nữa nó có thơi ghê. Rồi bật mí tí nữa luôn. Hồi nãy là gì? Trong cái lúc mình chờ nhận bằng bè giúp chúng ta tiêu nghiệp thương, dẫn chúng ta đi kiếm tiền của mình đi. Viết sơ sơ đó, đó mới là đứng từ xa nhìn thôi, nó mới bị táp nữa thôi, mọi người hiểu không? Nó hơi nóng bức một tí xíu thôi, mà nó bộ muốn xỉu luôn đó. Hiểu không? Muốn hồ gì mà để lơ sư tiền, lơ bơ, a mơ đó. Mà kiếp này để mà rồi ham chơi rồi quên bản sanh á, mà rớt xuống địa ngục mà đừng có nghĩ là cái lửa địa ngục nó đốt cho mà lúc đó mà ghét đẹp mà thúi quắc mà hôi trình mà đau thì thôi đừng có nói cái độ này. Tưởng tượng được giới thành hôm nay mà suy luận ra nghe, hiểu không? Cái người học đạo vô đó là cha mẹ dạy một phải hiểu mười, đúng không? Có phải chúng ta là lanh lợi thế gian này là cha mẹ dạy một chúng ta hiểu mười không? Thầy cô dạy một chúng ta hiểu trăm ngàn không, đúng không? Đúng không? Đúng chưa? Người thầy người khôn này chứ đừng có để dạy một mà không hiểu nghe, rồi tới khi mà vô làm bài không được á, và tới lúc đó mà ở trong địa ngục, ở trong chảo dầu lửa sôi rồi á, mà móc ra lại thì thôi đừng có nói cái cảnh mà nó dạng đùa nữa. Vừa rồi thì giao dạy kết quả cho mấy đứa nhỏ thầy cô chú cái câu chuyện về một cái vị qua ông nhớ được cái tiền kiếp của ông là bây giờ ông gặp một cái người bạn và ở kiếp này tự nhiên cái tay của người đó là hai cái tay thì bình thường, một cái tay là tay người và một cái chân là bóng người. Cái này có thể trên thế gian mọi người cũng từng thấy, hoặc là mọi người sẽ để ý có những người như vậy da của họ có một cái mảng như vậy, nó đen và nó chảy giống như da heo, da trâu, da ngựa, da bò. Cái này mình dễ thấy đúng không? Trên lưng hoặc là trên tay hay có những cái mảng da này. Thì ứng với cái câu chuyện này là biết lý do vì sao cái người này họ ông qua đời, hỏi vì sao họ vậy thì tại vì cái tay như vậy. Do này ông nói là tôi nhớ được ba đời trước, một đời trước tôi là một người ác, một người ác, và đời sau thì tôi đọa làm thân ngựa. Và một kiếp như vậy tôi thấy tôi bị làm ngựa, tôi giận cái thân ngựa quá, tôi tức quá, tôi không ăn, tôi nhìn đói, tôi chết cái thân ngựa đi. Một kiếp, nhưng khi chết xuống chiêu chiêu tập cho tôi một cảnh tơi tả và nói rằng là kiếp này mày cũng phải làm ngựa đi vì mày dám cốt thân ngựa, hiểu không? Và kiếp sau lại làm ngựa thì vì biết mình chết cũng không có thoát được thân ngựa cho nên ông chịu làm ngựa. Và ông nói kiếp này của ông là ông phải làm ngựa cho một ông tướng rất là hung ác, giữ với người tướng mà lúc nào họ nóng nảy, cho nên khi làm lính làm ngựa của ông này cởi là thường xuyên bị ông này đập chiêu. Nhưng ông nói là một cái lần mà ông này bị đánh giặc, bị thua trận và bị giặc cướp thường thì nó chở ông này đến một cái khe núi, và khi đi qua một cái khe núi là nó phải quyết định là hoặc là nhảy qua hay là dừng lại thì chủ nhân bị mất. Cái lúc đó tự nhiên cái tâm giác ngộ của nó khởi lên, nó xả thân cứu chủ, nó lấy hết sức nó nhảy qua cái khe núi, nhưng mà vì sức nó yếu cho nên qua chưa hết thì cái người nó bị cái đá nhọn xé rách cái bụng và cứu được ông chủ, nhưng bản thân nó chết thì hết cái kiếp người, cho nên nó sống sót tình có nghĩa như vậy. Cho nên ông Minh Vương ông cho nó lên đồng thai làm người lại, làm người lại là kiếp này con làm quan văn, cái quan để mà viết chép cho ông quan. Và nó nói là trong cái lúc mà vị sứ mà lột cái da ngựa ra lại khỏi người thì mới là ngựa có hai kiếp thôi nghe, mà cái da ngựa nó dính cứng vô trong cái da người nó đau kinh khủng, nó lóc ra mà nó nói trời lóc tới đâu là thùng ra đứt quặng tới đó, mà đau nhất là bốn cái móng nó giống như người mình bây giờ để ý đi, có phải ai mà bị gãy bốn tay bốn chân, lóc bốn tay bốn chân là đau nhất kinh khủng đúng không? Đúng không? Vậy mà chúng ta giết gà giết vịt thì chúng ta bị trốn vô kinh khủng đúng không? Đến cái đoạn là chúng ta cái vị sứ nó móc mấy cái móng chiếc ngựa ra, nó móc được hai cái chân mình, nó như móc cái tay lại đau quá, cái thứ cái ông này chịu nổi ông giấu, ông còn cái móng thứ hai phô xong, ông giấu cái vị sứ nó quay hồi cái nó không để cái nó được móc xong rồi cái nó nhặt bỏ cho cái đầu thai, thì vô tình ra là lúc đầu thai cái ông nói vì cái tội giấu cái móng ngựa, cho nên cuối cùng kiếp này lại còn mắc cái móng ngựa. Thì nói tới đây chúng ta mới hiểu được cái nhân quả mới đòi làm thân xuất sanh cho nghe, hiểu không? Mà nó đã khủng khiếp đến như vậy. Và nếu chúng ta rơi vào quỷ, rồi rơi vào địa ngục, thì thôi,
Nếu như bà con một nữ trong cái tiền tài đó, mẹ con một hỏi mẹ đó, nếu là mẹ của tôi xin mẹ nói cảnh địa ngục, bà không cảnh địa ngục kinh khủng quá, mẹ nói không được, không thể diễn tả bằng lời được đâu, mẹ sợ nói tới mà còn sợ, hiểu không? Đó giống như có những cái giấc mơ đi, mà mình tưởng tượng đi, mình mơ chưa tới mức độ là xuống địa ngục bị bầm chặt đúng không, bị một cái cảnh thái ôn gì đó thôi mà nước chảy ra mà mình thấy bã hết mồ hôi mà không dám kể đúng không, đúng chưa? Nếu như mà thực sự mà mình để mình rớt xuống địa ngục thì mình có trách phải chỗ này không? Vì vậy cho nên hôm nay chúng ta cảm nhận được này, lúc này có năm xong cảm được cái tâm của ngài đó, ngài muốn khai triển cái điều này cho chúng ta đã hiểu không mọi người? Mà rõ ràng cái khổ nó cực khổ vô cùng so với tất cả cái khổ của thế gian đúng không? Bị chồng anh hiếp này, bị chồng bỏ này, hay là bị vợ con bỏ này, chửi mắng này, hay là bị người ta giục nhợ này, hay là bị thiếu ăn hay ăn cơm rau tí xíu không sao đâu, hiểu mọi người hiểu không? Không xin chê so với cảnh giới như được khổ, và cũng không xin chê so với cảnh